trường. Ừ. Buổi đời ngủ ngoài phi trường, chuyến bay 5:30 đi về Dallas. 15 phút nữa nó mới cho mình gửi hành lý để đi vào trong ghế. Lại ngủ cũng vui, cũng đỡ lắm. Wow, ta đứng xếp hàng mà chưa vô Southwest. Chưa ai hết. Nobody yet. Yes, it's like a great.